Rất là nhiều bạn tò mò là không biết một con bot bán hàng thì nó sẽ như thế nào. Thì trong video hôm nay thì tôi sẽ demo cho các bạn thấy một con bot bán hàng. Đây chúng ta thấy nhá. Ví dụ bây giờ chúng ta có đây là một cái fanpage đi, thế bóc da đi. Và khi ở đây chúng ta sẽ có khách hàng vào này thì chúng ta có thể là mua hàng ngay trên này này. Nếu họ muốn liên hệ này, họ ấn một cái nút liên hệ này. Đấy. Hoặc là nếu họ muốn tự mua hàng đi, họ xem sản phẩm này. Họ muốn xem về gì? Xem túi xách, ví nam hay là xem tất cả sản phẩm. Ok, tôi muốn xem túi xách. Đây đây thì nó sẽ hiện lên các cái màu đang bán chạy. Đây, đây là các màu đang bán chạy. Đấy. Rồi. Nhưng mà như thế này thì chưa được chi tiết đúng không? Chúng ta xem thử coi nó chi tiết đến mức nào nhé. Đây. Ở đây thì khách hàng có thể xem được sản phẩm chi tiết rồi. Đúng không? Rất là chi tiết luôn. Và đọc được mô tả đàng hoàng luôn. Và trong trường hợp ví dụ họ muốn mua thêm chẳng hạn đấy, họ có thể ra ngoài trang chủ. Đó, rất là nhiều sản phẩm. Rất là nhiều. Ok, ví dụ dòng này đi. Rồi, chúng ta mua một sản phẩm này nhá. Rồi. Chúng ta sẽ ấn mua này. Được chưa? Chúng ta mua bao nhiêu cái thì chọn đây luôn này. Chúng ta ấn đặt hàng này. Đó, đây là địa chỉ vừa trước mình nhập rồi, còn không thì mình nhập địa chỉ khác. Ghi chú. Thanh toán khi nhận hàng. Ok, check lại đúng hay không? Xác nhận. Bạn mua hàng, nó sẽ bảo order thế này. Và trong trường hợp mà khi mà khách hàng chẳng hạn, ví dụ bây giờ cái đơn hàng này chúng ta đang được xử lý nhé. Ví dụ khách hàng họ muốn là kiểm tra cái đơn hàng này, họ sẽ gặp là 1, 2, 4, 5, 2, 6, 6. Đấy, thì nó sẽ ra. Trạng thái đơn hàng là đang được xử lý, đang xử lý. Còn nếu mà nó chả chuyển hàng rồi thì nó sẽ báo là chuyển hàng. Hoặc là chúng ta đã xử lý hay là như thế nào đó. Thì rất là tiện để chuyện mà khách hàng họ kiểm tra lại cái đơn hàng nó đang ở đâu á. Và cái con bot này chúng ta còn rất là nhiều chức năng nữa, như là chúng ta sẽ nhắn tin cho tất cả khách hàng, chăm sóc khách hàng. Đây chỉ là mới cái bán hàng tự động thôi. Đó, chúng ta đã demo cho các bạn thấy một con bot như vậy.